được mấy cái hình ảnh của chiếc xe của mình rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết của nó em nói nha. Thì có các bác hỏi cấu tạo cái động cơ của nó như thế nào, thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng xem luôn nha. Mình chế gồm có tháng trước và tháng sau luôn nha mọi người. Này tháng trước nè, tháng sau, và một cọc dây ga nha. Mình làm ga dặn luôn chứ không có làm tay bóp nữa. Rồi thì tới phần máy thì mình dùng cái máy M134 nè. Thì nó 26cc mà nòng 34 ly nha. Rồi tới cái phần cấu tạo của cái động cơ thì nó gồm có một cái này là bữa clip trước mình có chế là cái đầu của cái máy mài nha mọi người. Máy mài tay á hư nên mình lấy ra mình chế lại, định bỏ đi mà thấy có thể tận dụng được thì mình lấy mình chế lại nha mọi người. Rồi tiền động của nó thì có hai cái bánh nhông củ đề nha, bánh nhông củ đề đó. Rồi và một cái trục khỉ nha mọi người. Trục khỉ có nhiều bác hỏi tại sao gắn mà có máy nằm ngang được, thì tại vì cái đầu của máy mài này thì mình mới gắn được nha, còn mấy cái khác thì mình gắn thẳng. Còn về cái phần phuộc nha mọi người, vì hai cái phuộc này nó yếu quá nên là mình làm phải thêm một cái nữa nó mới cứng được, chứ hai cái thì nó nhúng sát đất luôn á, nó sát đất luôn. Thấy không, ba phuộc cũng hơi yếu quá. Phuộc này cũng phuộc cũ nha mọi người, mình lấy ra mình làm lại nha, chứ phuộc mới thì nó cứng hơn, dịch quá nên không có đi mua đồ được. Ba phuộc mà nhìn nhúng muốn xé đất luôn á. Mới chế thêm cây tó mini nha mọi người. Tó mini rất là dễ thương luôn. Rồi so đều ha. Rất là cứng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ ra đường và test thử nha mọi người. Thì bây giờ đường rất là vắng luôn. Dịch không có ai dám ra đường hết nên giờ có người đi là chỉ có công an thôi, bập gan đi đại luôn. Để thử cho mọi người xem nha. Thank you.
đây đoạn đường rất là vắng luôn nha mọi người, không có một bóng xe chạy luôn đó. Chào mọi người nha. Thì sau một vòng test thử nha mọi người, cảm giác cũng khá phê ạ. Thì tại vì nó bị dư máy nha mọi người, thế mình phải một là thay bánh to hơn tí nha. Tại này mình có bánh nhỏ, mình thay bánh nhỏ, mình làm bánh nhỏ thôi chứ tại dịch này không có đi mua đồ được nha mọi người. Mình có bánh nào mình chế bánh đó, nhìn nó đẹp nên mình làm cái bánh này. Clip tiếp theo thì mình sẽ độ thêm một cây bô nha mọi người, mình sẽ tìm hiểu và sẽ độ thêm một cây bô lên, mình sẽ gắn dài ra sau. Video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Thì mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi video sau thì mình sẽ làm một cái bô nha mọi người.